Xin chào tất cả mọi người. Rất nhiều người quan tâm là ba con Pila, Melsi và Siro của mình nó bao nhiêu cân. Đây, Pila đây, Melsi đây, Siro đây, là nó bao nhiêu cân. Thì ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua mình đã cân thử và cái kết quả thì vô cùng bất ngờ. Với cái cân nặng của Pila, của Siro và của Melsi thì nó không có gây bất ngờ, bởi vì ngày hôm qua cân ấy là Melsi là 41 cân, Siro là 42 cân. Còn Pila thì mọi người có đoán được là Pila bao nhiêu cân không? Pila ngày hôm qua cân là 53 cân. Quá khủng khiếp. Và không thể tưởng tượng được là Pila lại lên đến 53 cân. Mà trong khi cái chế độ ăn nhá, đó lại nói là một là cân nặng, như thế là Pila là bị thừa cân, Pila bị thừa khoảng như cái thể trạng của Pila, cái khung gọng của Pila như thế này, mình chỉ muốn Pila giữ ở khoảng mức khoảng tầm 46 đến 47 cân thôi. Mà Pila 53 cân, tức là Pila thừa 6 cân hoặc 7 cân. Thừa nhá mọi người nhá, đấy là thừa đấy. Thì chia sẻ với mọi người một chút là mình cân thử ấy là để mình muốn kiểm tra xem là cho ăn 100% hạt, quay về ăn 100% hạt với cái lượng điều tiết hạt như là ở trên bao bì thì chúng nó sẽ tăng giảm cân như thế nào. Thì đến ngày hôm nay, đến ngày hôm qua, mọi người xem cái video ngày hôm qua thì mọi người đã thấy đã phải dùng bao hồng rồi, bao xanh này hết rồi, bao xanh 18 cân này dành cho trưởng thành là hết rồi. Và cái bao hồng ấy là ngày hôm qua đã phải ăn, nhưng bao xanh này là nó 18 cân, nhưng mà bởi vì là nhà mình có anh hàng xóm, anh ấy cũng nuôi chó và anh ấy muốn cho nó ăn thử thì anh ấy lấy 3 cân thì mình xúc cho anh ấy 3 cân, tức là 15 cân. 15 cân mà chia cho 11 ngày cho nó ăn. Mọi người đếm lại cái video thì mọi người sẽ thấy từ cái video đăng đầu tiên đến ngày hôm qua là sang ngày 12 rồi, tức là 11 ngày mà 15 cân thì mọi người chia ra nó sẽ ra 15 chia 11 được 1, thừa 4, 40 chia cứ coi như là nó được khoảng 4 nữa đi, cứ coi như là được 4. Coi như là 1,4 cân, 1,3 đến 1,4 cân một ngày thì chia cho 3 con. 3 con như vậy là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 lạng rưỡi, tức là nếu mà 5 lạng một con thì nó một ngày nó phải là 1 cân rưỡi. Đó, mọi người thấy là tức là như là cái hạt bao màu xanh kia ấy, thì cái tiêu chuẩn một ngày cho một con chó 40 cân nó là 4 lạng 6. Thì mọi người sẽ thấy là mọi người có thể check lại, mọi người sẽ thấy là mình cho ăn là đúng luôn, chuẩn luôn. Cho ăn thấp hơn chuẩn một chút, bởi vì con chó của mình nó đang thì đủ cân. Mình cho ăn như chúng nó cứ tính ra một ngày mình cho chúng nó ăn khoảng tầm 4 lạng, khoảng tầm 4 lạng 3, 4 lạng 4 thôi, đến 4 lạng rưỡi thôi, chứ không đến 4 lạng 6 đâu, với cái bao màu xanh. Còn với cái bao màu hồng thì cái lượng ăn của nó ít hơn, là một ngày chỉ có 4 lạng 1. Đó, thì mình cho ăn khoảng 4 lạng đến 4 lạng 1. Thì mọi người thấy là mọi người mà xem video mọi người sẽ thấy Pila gần như không có thay đổi gì. Nếu con chó mà nó ăn nó bị thiếu nhá thì chỉ 10 ngày thôi nhìn con chó nó khác ngay. Nhưng mà đấy, ngày hôm qua cân là Pila là 53 cân, Siro 42 cân và Melsi là 41 cân rưỡi. Thì Melsi với lại Siro thì cứ coi như là theo cái cân nặng mà bình thường mọi người hỏi thì mình bảo chúng nó khoảng 40 cân. Khoảng 40 cân đây là cứ tính lúc chúng nó bụng đói mèo ấy, cứ tính là như thế là 40 cân. Khoảng 40 cân, còn Pila thì áng chừng nó khoảng tầm 47, 48 cân, nó béo thì nghĩ là nó đến 49 cân thôi, chứ không nghĩ là nó lại vọt lên đến tận 53 cân. Thì đó là cái, và cái mình sẽ cho ăn cái hạt đến cái bao màu hồng này, mình sẽ cho ăn cái hạt cái bao màu hồng này, cái bao màu hồng này nó sẽ đủ cho nó ăn 18 cân thì nó được ăn dài hơn bao xanh với 3 con. Mình tầng nào mình cho ăn tầng đấy riêng nhá. Cái bao màu hồng này cho 3 con này là hôm trước thử đầu tiên là đã cho ăn một bữa rồi, ngày hôm qua một bữa nữa thì nó còn khoảng tầm 13, 14 ngày nữa, khoảng cứ qua như khoảng 2 tuần nữa là nó hết cái bao màu hồng đi. Thì lúc đấy mình sẽ cân lại để mình kiểm tra lại cái cân nặng của chúng nó. Bởi vì sao? Nếu ấy mà cho ăn như vậy mà cái cân nặng của giả sử như là Pila hay là Siro hay là Melsi nó vẫn giữ y nguyên thì mình sẽ phải điều tiết lại cái lượng ăn cho Pila sẽ phải giảm đi. Bởi vì như thế là nó vẫn đang thừa, nó đang cần giảm cân, bởi vì con chó nó đang bị béo chó và nó cần giảm cân, mà cho ăn như thế nó vẫn cứ giữ nguyên cân, tức là cái năng lượng đấy là đủ cho nó không có bị tiêu bớt mỡ đi, thì sẽ phải cho nó ăn giảm đi để giảm cân. Còn cái lý do tại sao từ trước đến giờ mình luôn luôn mình cho chó của mình nó ăn là ăn theo
cái chuẩn thôi, chứ mình không có cho ăn nhiều đâu. Cho ăn là mình chỉ cho ăn theo chuẩn, giả sử như là nếu mà ăn hạt này, hạt nó báo ở cái cân nặng này cho ăn 4 lạng rưỡi là mình cho ăn đúng 4 lạng rưỡi. Cái loại hạt khác nó báo ở cái cân nặng này là cho ăn 5 lạng, mình cho ăn đúng 5 lạng. Đó, mọi người tưởng tượng như thế. Mà con chó của mình, mọi người nhìn nó rất là mỡ màng con chó, và người nó đầy đặn này kia, và thậm chí nó còn béo chó nữa. Thì có nhiều người sẽ có cái thắc mắc là tại sao mà tôi cho ăn nhiều hơn ông rất là nhiều. Con chó của tôi cho ăn nhiều hơn, mà con chó của tôi nhìn nó cũng không có béo tốt, nhìn nó vẫn sơ lông. Thì mọi người, cái đấy nó là một cái dấu chấm hỏi mà sẽ rất nhiều người có. Nhưng mà mọi người đấy, có thể mọi người cho ăn một ngày 8-9 lạng hạt, 10 lạng hạt, hoặc là mọi người cho ăn gà, cho ăn ngày 2 cân, trong khi bình thường nó chỉ cần khoảng 1 cân thôi nhá mọi người nhá. Nếu mà gà nguyên con với con chó đực, còn với con chó cái nó chỉ cần khoảng tầm 8 lạng, 9 lạng gì đấy thôi. Mà mọi người có thể cho ăn 1 cân rưỡi, 2 cân một ngày, con chó nhìn nó vẫn không mỡ màng như con chó nhà mình. Thì cái câu hỏi đấy có thể giải đáp bằng cái sự khác biệt duy nhất là cái chibi powder này. Đây này. Tại sao ấy, cái con chó của mình cho nó ăn, luôn luôn cho nó ăn đúng chuẩn, chứ mình không cho nó ăn nhiều, mà con chó của mình lông lá nó vẫn mỡ màng, thậm chí là nó còn bị béo chó khi nó đến một cái tuổi nào đấy. Thì nó còn bị béo chó như Pila là một cái thực tế này. Thì nó là do cái chibi powder này nó giúp tăng cái hấp thu cái dinh dưỡng ở trong đồ ăn mọi người nhá. Mọi người tưởng tượng là nếu mà mọi người cho ăn nhiều nhưng mà con chó nó không hấp thu được, mọi người cho ăn 10 nó chỉ hấp thu được 1, thì làm sao mà mọi người, con chó của mọi người có thể tốt bằng con chó của mình? Mình chỉ cho ăn 5 thôi nhưng nó hấp thu được 5 hoặc nó hấp thu được 4. Đó, mọi người cho ăn 10 tức là cho ăn gấp đôi mình cho ăn đi, nhưng mà cái con chó của mọi người nó chỉ hấp thu được 1-2 thôi. Thì làm sao mà có thể bằng mình cho ăn 4-5 mà con chó của mình nó hấp thu được cả 4-5 mới được. Đó, cái đó là do cái chibi này. Và cái chibi này với cái con chó của mình, giả sử như là với bọn này của mình này, cái thực tế mình cho ăn nhá, là một ngày mình cho ăn một thìa vơi, thì một cái hộp chibi này là 300.000. Thì một tháng dùng cho một con chó 40 cân này của mình cứ tính là bọn này 40 cân, thì dùng cho một con chó 40 cân một ngày một thìa vơi, thì cái hộp chibi này nó phải ăn được gần 2 tháng mọi người nhá. Đó, gần 2 tháng tức là nó chỉ rơi vào khoảng tầm 3.000, mọi người bổ sung thêm khoảng tầm 5.000 một ngày cái chibi này, là con chó nó khác hoàn toàn ngay. Chưa, một là nó cung cấp cái dinh dưỡng ở trong này rồi, nhưng cái quan trọng nhất mà mình cần nó là nó giúp con chó tiêu hóa tốt hơn, hấp thụ cái đồ ăn tốt hơn. Và khi con chó nó khỏe thì nó sẽ có tác dụng phòng bệnh. Con chó nó khỏe khoắn mà nó vui vẻ, chúng ta nuôi con chó nó đẹp thì chúng ta cũng thích chứ. Chúng ta nuôi con chó nó vui vẻ, nó nhìn nó tươi rói, chúng ta cũng thích chứ nhỉ, Pila nhỉ. Để đợt này để giảm cho Pila, nhưng giảm từ từ nhá, anh sẽ giảm ăn cho Pila từng tí một thôi, chứ không để cho Pila đói. Cho Pila ăn giảm đi một chút để cho Pila lấy lại cái vóc dáng thon gọn, khoảng tầm 47-48 cân là vừa, 53 cân béo quá. Siro cũng hơi béo một tí này, Siro là cân là 42 cân, là Siro cũng hơi béo một tí, là ở Siro, cỡ của Siro là Siro chỉ 40 cân thôi. Áng chừng cái người của nó thì Siro với Melsi mà mọi người vẫn hỏi thì mình vẫn nói là chúng nó khoảng 40 cân. Là bởi vì là áng chừng cái người của chúng nó thì khoảng tầm cái cân nặng đấy là vừa. Bởi vì cái thời con gái của chúng nó ấy, là cái thời mà người nó vẫn chưa nở ngang thì nó khoảng tầm 38-39 cân ở trong khoảng đấy. Thì đến lúc mà nó đẻ xong, con chó nó ngoài 2 tuổi đi, nó phát triển bè ngang thì nó rơi vào khoảng tầm 40 cân đến 41 cân thôi. Chứ 42 cân là đã béo, đã thừa 1 cân rồi nha mọi người nhá. Đó thì là nó đã là hơi béo một tí rồi, giảm đi một tí, nhưng mà Siro với Melsi là vẫn ở trong khoảng ok, chấp nhận được, gọi là người thon gọn, hơi gọi là hơi mỡ màng một tí thôi. Còn Pila là bị thừa, là Pila sẽ phải giảm ăn. Là Pila bởi vì là có một cái đợt là Melsi mệt, Melsi bầu, Melsi mệt, thành ra là ăn nó bị thừa, thì cái phần ăn thừa của Melsi thì cho Pila vét nốt, thành ra là Pila bị béo là do cái đợt đấy là Pila bị béo. Đó thì chăm con chó nó đơn giản lắm. Khi mà cho ăn hạt đấy, rất nhiều người là sợ là cái hạt nó không đủ dinh dưỡng đấy, nhưng mà mọi người có thể từ cái thực tế nhá, mà mình chăm nhá, mình cho ăn đúng theo cái chuẩn. Với con chó trưởng thành này, bao xanh mình cho ăn khoảng 4 lạng rưỡi một ngày, 40 con chó trưởng thành 40 cân.
Thì đến ngày hôm nay là ăn là coi như là sang ngày 12, ngày 13 rồi. Và cân đấy là ngày hôm qua, cân cái cân của chúng nó đấy thì mọi người sẽ biết được là đấy là con chó nó hoàn toàn bình thường, chứ nó chả có con nào nó gầy đi thế nào cả. Mà như thế là còn phải giảm ăn cho Pila đi một chút để cho nó khỏe, cho nó đỡ béo thì nó khỏe. Đấy, bình thường mình chăm là đấy, nó chỉ đơn giản thôi, bổ sung cái chibi. Mọi người nhớ nhá, ngoài cái tác dụng của cái chibi này là cái tác dụng về khoáng dinh dưỡng, tức là nó bổ sung dinh dưỡng rồi tăng cơ bắp, bởi vì nó dùng cái đạm dễ tiêu này kia cho con chó đực. Thì với nói chung với tất cả các con chó là một cái hiệu quả mà cực kỳ là quan trọng của nó là nó giúp con chó tăng hấp thu cái đồ ăn mà chúng ta cho con chó ăn vào. Nó làm cho cái đường ruột của con chó nó khỏe hơn, con chó nó tăng hấp thu, con chó nó tiêu hóa tốt thì con chó nó cũng sẽ ham ăn. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là hôm nay lại có ruồi. Quan trọng nhất đấy là con chó nó cái đường ruột nó khỏe thì cái hấp thu của con chó nó tốt, và chúng ta cho ăn theo cái chuẩn của nó vẫn đảm bảo cái sức khỏe của con chó, nó lại tiết kiệm được cho chúng ta tiền ăn đó. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường mọi người có thể cho nó ăn 1 cân, con chó nó cũng chẳng bằng mình cho ăn, cái con chó của mình nó tiêu hóa tốt, mình cho ăn đúng cái lượng của nó thôi, 4 lạng rưỡi thôi, con chó nhìn trông nó mỡ màng hơn nhiều, như và nó khỏe khoắn và nó nhẹ nhàng, nó không bị ì ạch. Con chó mọi người mà cho nó ăn quá nhiều mà con chó nó hấp thụ được ít thì con chó nó mệt mỏi, chứ nó con chó nó không có nhanh được đâu. Vì sao? Là bởi vì là cơ thể của nó lúc nào nó cũng phải làm việc quá tải với cái việc cho cái việc tiêu hóa đấy. Mọi người tưởng tượng thế, tức là nó mất sức ở cái việc tiêu hóa, nó mất sức nội tạng, và cái đấy, những cái trường hợp như thế thì con chó nó sẽ không thể nào nó nhanh nhẹn như là cái trường hợp mà tiêu hóa tốt được. Tiêu hóa tốt có thể ăn đủ lượng thôi vẫn đủ, hoàn toàn đủ dinh dưỡng cho con chó này kia. Và với cái việc mà ăn rất nhiều nhưng mà dinh dưỡng cung cấp vẫn không đủ, thể hiện ra là nhìn con chó nó vẫn không mỡ màng, nhìn con chó nó vẫn không có theo cái kiểu là nó long, mắt nó sáng long lanh, tức là nó theo cái kiểu nó nhanh, nó thể hiện là trong người nó khỏe. Pila ngồi yên. Thì ngày hôm nay là chốt hạ là Pila là cân là 53 cân, và sẽ bước vào cái quá trình giảm cân cho Pila một chút. Bình thường nếu mà với cái cân nặng của Pila này, với cái bao hạt mới là cái bao màu tím, thì cái con chó 50 cân nó sẽ ăn, con chó trưởng thành 50 cân nó sẽ ăn ở cái khoảng tầm 4 lạng 6. Còn con chó 40 cân nó ăn 4 lạng 1. Như đã nói với mọi người thì Pila sẽ chỉ cho Pila 4 lạng một ngày thôi. Ít hơn một chút, có thể 3 lạng 9, có thể 4 lạng để Pila giảm cân đi một chút nhá. Và cái hạt này thì nó có một cái lợi thế là cái hạt này nó rất là ngon. Đây này. Đây là cái đồ mình dùng cái cống này để mình đong cái cống chibi, mình đong hạt luôn, là cứ đong bằng mặt cái cống này là coi như là 4 lạng hoặc là 4 lạng mốt nha mọi người nhá, nó du di một tí thôi. Thì cái hạt này hôm nay là chuyển sang cái hạt mới rồi. Cái hạt mới thì nó rất là ngon. Ngoài cái việc là chúng ta cho nó vào bữa ăn chính ấy, thì chúng ta có thể dùng nó để làm đồ ăn phụ, đồ ăn vặt cho con chó được luôn. Đó, phát như kiểu là ăn bánh quy ấy. Còn khi mà ăn bữa ăn chính nha, mọi người để ý là mình sẽ ngâm hạt cho bọn chúng nó ăn. Tại sao mình lại ngâm hạt? Là bởi vì khi mà ngâm hạt ra ấy, là cái hạt nó mềm ra, nó nở ra, nó mềm ra rồi thì cái con chó nó ăn nó đỡ bị cái tình trạng là với những con chó ham ăn, nên là nó ăn nó cuốn vài hạt một vào, thì cái hạt cứng, hạt để nguyên hạt khô này thì nó cứng, nó có thể nó cọ vào cổ họng con chó và con chó nó ăn nó cứ bị khẹt khẹt đấy, và nó lại hắt xì phát rơi mấy hạt ra. Nếu mà mọi người cho ăn hạt khô mà vào con nào mà nó ham ăn, mà nó ăn miếng to, nó ăn nhiều hạt nhiều, mọi người sẽ gặp cái tình trạng đấy, mọi người sẽ hiểu. Khi ngâm ra này thì một là nó giải quyết được ở cái là nó không bị cái tình huống là nó cọ vào cổ, nó khô, nó khó chịu như thế. Cái thứ hai nữa là để con chó cái hạt nó nở luôn ở bên ngoài, gần như nó nở hết rồi, thì nó đỡ phải nở ở trong bụng. Bởi vì nếu chúng ta cho nó ăn vào hạt khô vào thì con chó nó uống nước vào và cái hạt nó cũng phải chờ nó nở ở trong bụng. Đó, và chúng ta ngâm ở bên ngoài thì nó đã nở sẵn rồi. Đó là tại sao lại ngâm. Nó thì vào bên trong nó đỡ, nó rút ngắn được cái thời gian tiêu hóa đi một chút.
Và nếu mà mọi người ai mà cho con chó ăn ở trong chuồng, trong sàn, ở trên nền sàn ấy thì mọi người nên ngâm, bởi vì sao? Khi mà chúng ta ngâm hạt ra ấy là cái con chó nó ăn cái hạt mềm và cái hạt nó nở to ra thì nó ăn nó không bị vãi, nó không bị rơi ra nền. Nếu mà chúng ta mà để cho ăn hạt khô này nó ăn nó sẽ rất là hay làm rơi ra nền, mà rơi ra nền thì chúng ta bỏ đi nó lãng phí. Và con chó nó lại ăn này bị thiếu, bởi vì cái khẩu phần chúng ta cho con chó ăn là chúng ta cho nó ăn đủ khẩu phần, mà nó bị rơi mất một phần thì nó sẽ là bị thiếu đó. Thì nó cũng có nhiều cái lợi để mà chúng ta vì sao mà chúng ta nên ngâm nó ra. Mi hâm à, mi hấp đó. Và cái hạt này đây này, nó là cái đồ ăn vặt luôn, như kiểu bánh quy ấy. Lấy một tí thôi, ăn vặt thôi, chưa đến bữa ăn, tí nữa đến bữa rồi chúng ta sẽ ăn nhé. Khi ăn từng hạt một như thế này thì nó chính là cái như là cái đồ ăn vặt của chúng nó, như là cho ăn bánh quy ấy, như là cho ăn vặt này kia ấy. Còn vào bữa của chúng nó thì vẫn là đồ ăn này thôi. Đó, thì cho nó ăn chuyển sang cái bản mới này. Thì 10 khoảng tầm 2 tuần nữa mình sẽ cân lại ba đứa để kiểm tra xem nào cái cân nặng của chúng nó như thế nào, xem là cái cân nặng của ba đứa là nó như thế nào, nó có tăng giảm gì không. Chứ mà như thế này thì Melsi với lại Pila thì ok, Melsi với Siro thì ok, thôi được rồi, ăn thế thôi, thôi hết, kết thúc đó. Còn cái việc mà chăm con chó thì ở trại nhà mình rất nhiều người hỏi là cho ăn hạt với này, chỉ cho ăn hạt không thì có đủ dinh dưỡng không. Đó thì mình chia sẻ với mọi người ấy là mình nuôi con chó, nuôi nhiều chó và mình nuôi mấy năm. Cái giai đoạn từ 2014 đến 2019 thì có thể nói là mình cho chúng nó ăn 99% hạt, thỉnh thoảng mình đổi bữa thì cho chúng nó ăn một bữa khác, gọi là cho vui thôi. Còn bình thường mình đều cho ăn hạt thì là con chó nó vẫn là ok, rất là tốt. Và cái ăn hạt nó còn có cái lợi của nó. Thì rồi hôm nào mình sẽ làm một cái video riêng về cái lợi thế của cái việc ăn hạt và so sánh với lại cái việc ăn đồ tươi, để cho mọi người sẽ nắm được và mọi người lựa chọn. Còn cái bình thường mà mình chăm ấy là chỉ có chibi này, canxi nano này, và cái liver detox này. Cái liver detox này là để mang tính chất là phòng bệnh cho chúng nó, là một năm, những con chó lớn này một năm mình sẽ thải độc gan cho nó một lần. Cái liver detox này nó tăng hoạt động gan, thải độc gan. Hoặc là trong cái trường hợp mà thời tiết nó ảnh hưởng đến con chó, mà những cái đợt mà nó trời nó quá nóng thì con chó nó dễ bị nóng trong, nó bị nóng trong, nó nổi mẩn ở bụng ấy. Thì trong những cái trường hợp nó bị nóng trong thì mình sẽ cho cái liver detox này vài ngày thôi là ok rồi. Còn bình thường ấy là một năm, cái liver detox này với chó trưởng thành một năm mình chỉ dùng có một lần thôi, là để mà thải độc gan định kỳ cho chúng nó. Và một lần mình dùng như thế là dùng liên tục 21 ngày, là cho một cái đợt để mang tính chất là phòng bệnh, mang tính chất là để cho gan nó khỏe, để phòng bệnh đó. Còn bình thường ấy, hạt, chibi và nano là ok. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Mở lên trên này chào khán giả nào. Con Siro lên ghế trên này ngồi cùng với mẹ đây. Siro. Ok. Xin chào tất cả mọi người nhá. Yumi nữa, Yumi ngồi dậy đi. Yumi ngồi dậy. Yumi vừa kêu cái gì? Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. See you again. Thank you and see you again.